vài trận đấu trường thì tôi mở cho mọi người xem. Thì tôi có đi BK với một số đội hình ở bên là con sói mọi người. Thì tôi có đối đầu với lại một đội hình full sói nha, full man huyết, full 5 con man huyết luôn. Thì tôi sẽ mở cho mọi người BK như thế nào. Rồi ok, thì trận này chúng ta sẽ có là 5 man huyết với lại sói và Mikula và Aisa. Nhưng mà khi bạn này chơi đội hình 5 con man huyết với cộng kèm con Odai thì khi mà đi BK thì rất khó để đi BK mọi người. Đây. Đây thì tầm này tôi hôm qua tôi có vô tôi ngồi tôi đơm mấy con sói thử mọi người, thì tôi đang tìm cách để đơm mấy con sói, thì tôi đã giải quyết được vấn đề của một số con rồi. Nhưng mà một số con sói với lại Lilymay thì tôi chưa đỡ được mọi người. Đây con Aisa đây. Đây đêm hôm qua là tôi có vặt lông về con Aisa, thì cơ thử đội hình của bạn này đi BK như thế nào rất trâu nha, nhưng rất tiếc là do cái phẩm á, do cái phẩm của tướng của bạn chưa có đủ á, nó bị yếu quá, nó không có one hit được tôi á, cho nên là cũng chưa được mọi người. Nếu như mà con phẩm của đội hình của mày này mà cao hơn thì tôi quýnh được rồi. Ở đêm qua tôi có coi thử là tôi quýnh một số người đi đội hình mang huyết á. Đấy, đi một số người đi đội hình mang huyết á thì nó sẽ như thế này. Đó. Đây, ví dụ như đội hình này là vừa Laina vừa sói luôn nè. Đó, vừa Laina vừa sói thì chủ yếu là hai bên nào chạm đam trước mà nó ăn thôi mọi người. Nha, chủ yếu là hai bên nào chạm đam trước mà nó ăn thôi, thì khi mà đi BK như gì á là nó 4950 lắm, nha 4950 lắm, cho nên là nó cũng nhiều yếu tố, nhiều vấn đề. Đấy. Nào mọi người xem nha. Đó, cái này là vừa Laina vừa sói nè. Tôi sợ là con Laina của tôi bị chạm đam thôi. Đấy, BK thì nó sẽ như thế nào thôi, chứ còn mà để cho mà tầm này mà đi vừa sói thì tôi đang đối đầu với lại sói khá là nhiều, nhưng rất mệt nha. Đối đầu với lại sói rất là khó luôn nha mọi người, nhưng mà đối đầu thì chơi vẫn được nha. Nó hai con Laina đấm CC nhau nè. Đây hai Laina của tôi đấm CC nhau, nhưng mà do con Laina bên kia cái phẩm của bạn nó yếu hơn á, cho nên là nó vẫn đi bình thường mọi người, nó vẫn bị ăn đơn bình thường. Đấy, nó bay đi rồi. Đấy, tôi đá vẫn đi nha, tôi đá vẫn bung nha. Thì tầm này nếu như mà con Laina của tôi lên vũ khí cộng 25 thì tôi nghĩ là tôi đá mấy con sói này nó trâu quá, nó thiệt á. Nó thẳng là nó trâu quá mọi người coi này, nó hồi máu nhiều quá, cho nên là tôi quýnh rất mệt luôn. Thì khi mà đối đầu với mấy con sói này quýnh không vô đam. Đấy, quýnh không vô đam luôn, trừ khi bạo kích thôi. Chứ bạo kích là mọi người hiểu không? Từ để tua lại cái đoạn này nha, để tua lại video đoạn này nha. Là nó gần như là chỉ có đá ultimate nha, quýnh thường là quýnh không chết luôn. Mọi người coi lại cái đoạn này nè, mọi người coi lại cái đoạn sói này, đây là BK thực tế nha. Thì con sói nó chỉ mới có 3 sao thôi, ví dụ cái quyền chỉ mới 3 sao thôi. Team này team cũng hai hồ máu, team này hai boost, cho nên là nó trâu cũng xíu nè mọi người coi nè. Cảm giác tôi đá vô con sói này đánh tay không chết, chỉ có đá bằng ultimate thôi, nghĩa là đá one hit á. Rồi đá one hit á thì đá bằng ultimate, đá gần như là bằng kỹ năng one hit luôn, thì may ra mới dồn chết được con sói này. Chứ nếu như con Laina mà để đấm tay á thì chơi nổ con sói này mọi người. Và khi mà tôi gặp những con sói mà 4 sao là có kẹp chung đồ hình thêm một đam nữa thì con Laina này nó không đủ lực để đá chết con sói này. Nào mọi người coi nha. Nè coi nè, coi cái động chậm này nè. Đây nè, nè mọi người coi đấm thương nè. Nè con sói nó cắn lên nè, rồi thêm hồi máu của con Hewin nó giảm cái thương nè, mọi người coi nó hồi máu lên lại nè. Đấy và con nè, mọi người coi nè. Đó, đẩy sốc nam không được. Không có cách nào sốc nam nó được, đang trong cái mưa của con Hewin. Nó lại con sói này hút máu rất là nhiều, chỉ có đá bằng ultimate đâu nè, đá bằng ultimate nè, một đá nè, biển đam nè, 288k. Nha, đá bằng ultimate là 288k thì may ra mới chết được. Đấy. Với lại là tôi đang tính chuyển về phơm 5 rừng Laina thử thì tôi sẽ đi như thế nào. Tôi đang tính là tôi sẽ BK bằng phơm 5 rừng Laina. Hiện tại là tôi đang top 17 nha. Tôi đang top 17, bữa giờ tôi vô lại rồi. Tôi quất lại rồi mọi người, thì tôi coi thử là phơm 5 rừng đi như thế nào thì chưa chặt nữa mọi người. Đi phơm 5 rừng đây, con sói đây. Đây tôi quýnh cái đội hình này thì tôi thua. Cái đội hình này tôi quýnh không nổi luôn. Đây là cái phơm mà buổi tôi nói với mọi người nè. Đây. Cái phơm mà buổi tôi nói với mọi người là cái phơm ở trong đây chúng ta sẽ có gì? Là chúng ta sẽ có con Lilymay, rồi con Coco Aaron, rồi cái phơm này tôi quýnh không nổi. Cũng sói luôn của nha, cũng sói 3 sao nhưng mà kẹp thêm con Lilymay nữa tôi quýnh không nổi luôn. Mặc dù Lilymay 4 sao tôi quýnh không nổi, nhưng mà tại vì bên đây nó 2 boost nha. Này bên đây nó 2 boost là quýnh không nổi luôn mọi người. Không có cách nào mà để mà có thể mà công được cái đội hình này khi mà nó chiếm sàn. Thì khi mà tôi giải thích buổi tôi nói là cái đội hình này nó sẽ gom sàn, lẽ là con Mikula sẽ để đối diện luôn. Nhưng mà buổi tôi để cho con Laina để đối diện thì con Laina của tôi đá chết Mikula, cho nên là ông xếp qua đây. Thì khi mà cái đội hình này chơi á, cái đội hình combo này chơi nó sẽ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu khi mà chơi cái đội hình này luôn. Đấy là mọi người coi này, chiếm sân nè. Đây con Aaron nó gom vậy nè. Đấy con Lily mấy đá vô con này đúng không? À, nó gom vô, nó gom sân nè. Đấy nó gom sân nè. Đây nó chiếm cái sân nè, mọi người thấy cái sân nó đang chiếm không? Đây mọi người thấy nó đang chiếm cái sân không? Thì khi mà chiếm cái sân rồi á thì tôi không kịp chở tay kịp, chỉ số con sói lên nhiều quá. Đó tôi chở tay không kịp mọi người. Đấy, con Laina nó Laina đá không chết đó, đá vô con sói không à. Nó cứ ôm nó, con sói nó ôm đam nè mọi người, con sói nó ôm đam nè.
đây mọi người, con sói nó ôm đam này, nó ôm liên tục luôn, không có cách nào mà để mà con Lina này nó đá vô được con Lady May hay là nó đá vô một con David nào khác, nó khó chịu cực kỳ luôn mọi người. À, rồi con Lina của tôi chết là thua. Đây đồ hình này con Lina của tôi chết chắc là thua luôn. Rồi, ơi con Lina của tôi mất máu cái xuống máu cái là thua luôn. Đấy, con Lina chết tại vì tôi chỉ có duy nhất một đam thôi. Đấy cực kỳ khó chịu luôn khi mà chơi trong cái form này. Mà tôi không biết bây giờ làm tôi bây giờ nếu như cái form này mà tôi dùng đồ hình là tôi bỏ thêm con Lily May ra, tôi bỏ con Rainer ra rồi tôi lấy thêm con Lily May vô thì coi thử là có counter được cái thêm đồ hình này hay không. Tôi nghĩ chắc không counter được, tại vì khi mà con sói nó chiếm được cái vùng đấu trường của con Mikola thì gần như là nó bất tử. À, nó bất tử nhưng mà con sói đi đơn thì nó không sao. Nhưng mà một khi mà nó chiếm được cái vùng đấu trường thì nó vô đối luôn mọi người, nó không có cách nào để mà làm gì được nó. Ờ. Đấy. Đây còn đây là form map đấu trường 3, đây là form map đấu trường 3 nè, đây là form đấu trường 3 ha. Đấy thì tôi coi thử là tôi bỏ con Lily May tôi thì chưa lên phẩm mà tôi chọc vô, ví dụ như tôi chọc Lily May vô sẽ như thế nào. Tôi chưa chọc thử mọi người, đây tôi chọc Lily May vô thử sẽ như thế nào. Đây tôi chọc Lily May vô thử Lily May nó có đá được con Iron bên kia không. À, đó tôi hai bên đều đá với nhau nè, đó hai bên đều đá hai con không gương với nhau nè, nhưng mà con Lina của tôi thì tự nhiên lại đi bộ lên. Rồi tôi chưa biết cách để vận hành cái form năm rừng này nó sẽ như thế nào. Rồi con Lina của tôi bị tạt chết nè, đó bị tạt chết nè. Bây giờ tôi không biết xếp làm sao để cho nó hiệu quả. Bây giờ thường là dùng tay le, bây giờ tôi phải đi, bây giờ tôi là phải đi lấy gương á thằng, tôi lấy gương á thằng rồi. Bây giờ là tôi phải là phải đi tìm cách, tôi phải đi tìm cách để tôi đi công cái map đấu trường 3. Bây giờ ai cũng bây giờ mọi người này sợ rồi, trong server rén rồi mọi người, bắt đầu thủ map đấu trường 3 rồi. Và cái con đam nó lỗi quá mọi người, tôi cho mọi người coi một trận con đam nó lỗi nè, mọi người coi nó lỗi đam nè. Có một trận tôi quýnh mới trận này, hình như là trận này không phải trận này, từ cái trận mà tôi coi mọi người con đam nó lỗi đam nè. Đây mà có một trận con đam nó bị lỗi á mọi người coi nè. Đây hình như tôi quýnh có một trận, phải trận này không? Đây mọi người coi nè, đây cái trận hai vòng máu nè, nè mọi người coi nè, con đam nó lỗi đam nè mọi người coi nè. Tôi nói vì sao nó rác cực kỳ luôn nè mọi người coi. Trận đấu nha, tôi là người dẫn đầu lợi thế nha. Bên kia Lily May chết mọi người nè, mọi người coi đam của chiếc xe của con đam nè, con đam là con hồi máu này nha. Đây mọi người coi nè, nó lỗi vãi đạn luôn thiệt. Con này tôi nói nó là một bãi rác luôn á, thì cái bãi rác luôn, mọi người chưa biết cách vận hành đâu. Tôi nói là mọi người lỗi cực kỳ lỗi luôn nè. Tôi dẫn thế trước luôn nha nè. Lina tôi đã chết hết đam luôn nè, Lily May chết, Aiden chết luôn, con đam này nổi chiếc xe của nó nè, coi đam nè, đam mịt á mọi người nè, nè đá nè, tôi đá lũng đầu Lily May luôn nha nè, chết Lily May nè. À mọi người coi nè, tôi dẫn lợi thế từ đầu đến cuối luôn nhưng mà vẫn thua là vẫn thua. Đây mọi người coi nha, nè chết ông già nè, nha chết thằng già nha. Rồi Lily May bị nhốt nè, mọi người coi chiếc xe của con đam nó nổ đam nè. Đây mọi người coi nha, con thu rình hết mana nha mọi người, coi chiếc xe nè, coi chiếc xe nè, chiếc xe nó dẫn vô nè, con thu rình chết nè, nè chiếc xe dẫn vô nổ đam nè. Rồi con này tạt ra cái chết năm luôn, chết hết luôn. Ba la bùm, rồi chịu xe ra con này con chịu hồi xe ra nè. À chết luôn nha, con thu rình chết luôn nha, nè mọi người con thu rình nó chết rồi nha, nè con xe nổ đam nè, nè con xe nổ đam nè. Bạc con thu rình chết rồi nha, lúc đầu tôi tưởng đâu là bị phản đam nha, lúc đầu tôi tưởng đâu là bị phản đam xong tôi ra tôi ngồi tôi coi lại rõ ràng nha, tôi coi lại đam nè mọi người, coi đam của con đam nè, nó là con xp. Tôi xin nhấn mạnh nha, không phải đam thu rình, mọi người coi nè, coi đam nè, từ từ tôi mở đam cho mọi người xem. Lúc đầu tôi cũng tưởng là mọi người là tôi tưởng đâu là đam của con thu rình, không phải đam thu rình, nó đam nha. Nè coi nè mọi người, coi nè, coi xong nha mọi người, coi đam nè, coi đam của nó nè, khốn nạn lắm mọi người coi chậm lại đi, cái đam đó không phải đam của con thu rình nó chết rồi, phải nói con thu rình nó chết rồi. Mọi người coi bản đam nha, đây là bản đam nha, đây bản đam của trận đó nè, má nó ảo vãi cứt luôn mọi người nè, mọi người coi đam đó nè, đây không phải đam của thu rình, mọi người coi đam đó nè, nghe đam đó nè mọi người, một con tướng xp đó nghe, nó còn chặn đường nữa mọi người nghe. Em mọi người coi lại luôn, cho mọi người coi lại cái pha đó luôn nè, cái pha đó là không phải đam của con thu rình, cái pha đó không phải đam của thu rình luôn, thu rình nó chết nè. Bây giờ tôi chậm lại nè, em bây giờ quýnh lại cái pha đó, tôi chậm lại cho mọi người xem luôn nè, tôi chậm lại cho mọi người xem mà đó, cái đam đó của thu rình nó chết rồi nghe. Nhưng mà ảo lắm nè, cái đam đó mọi người coi nè, cái đam thu rình nó chết rồi nha mọi người coi nè, đây nè cái đoạn này con thu rình nó chết nè, nó xuống rồi, không biết là đam của nào, nhưng mà đam con đam này một triệu hai đam là thấy mệt rồi đó.
nè, chết rồi nha, nè nó chết rồi nè, đây nè con nè, mana chung đủ nha, nè năng lượng lên nè, nè nó lên cái nó chết luôn nè, nó chết rồi nha, đây nó chết rồi nha, đây nó chết luôn rồi nha, đấy nó chết rồi nha. Rồi giờ nó gồng lên nè, nó gồng lên lần hai nè, nó tạt ra nè, nó tạt hướng này nha, nè mọi người coi cái hướng con thu rừng nó tạt nè, nè chiếc xe sau khi chiếc xe lên nè, đó nó chết rồi nha, đây nó chết rồi nè, nó rõ ràng nó chết luôn rồi nè, đó nó chết rồi thấy không nè, nó chết luôn rồi và con Lily May chết xong rồi nó còn hiện animation và chiếc xe lên làm cái đùng. Bây giờ cái đoạn đó rất ảo luôn, bây giờ cái đoạn đó là nó chết, nó đang gồng nó chết rồi. Nó chết chứ là nổ luôn, một là chiếc xe, hai là con thu rừng nó quẹt. Một trong hai thôi mà nó quẹt, nếu như nó quẹt hướng là nó quẹt hướng này mà tại sao nổ ba con con Lena đứng sau lưng mà. Ừ đó, bây giờ bị lỗi hình ảnh á, thì bây giờ nó đang bị lỗi là cái đó là đam á, tôi nghĩ là đam của con thu rừng. Nhưng mà rõ ràng cái lỗi hình ảnh nó đang bị trên cái map này đang có vấn đề. Ở đây không nói, bây giờ không nói là con đam này nó có lỗi hay không nha, nhưng mà cái map đấu trường 3 này nè, nó đang phát sinh rất nhiều vấn đề trên cái map đấu trường 3 này. Thiệt luôn, cái map đấu trường 3 này nó đang bị lỗi. Đầu tiên nha, là lỗi chiếc xe này là một nè, lỗi chiếc xe này là một nè. Cái thứ hai nữa là cái vách tường này nó cũng đang bị lỗi luôn. Nha, cái vách tường này nó đang bị lỗi luôn, cái vách tường đó con Lena đứng kế bên cái tường nó quýnh xuyên luôn. Ừ. Cây về cứt kê, má mà quýnh nha, quýnh rất nhiều, bây giờ phải ngồi đi nghiên cứu làm sao để quýnh cái map đấu trường 3. Mày cây về cứt kê. Đấy. Không mà bây giờ ngồi đi ngồi nghiên cứu nha, bây giờ bữa giờ tôi nghiên cứu tôi quýnh hoài luôn mày, ngồi đi ngồi chỉ nghiên cứu một cái đội hình bây giờ làm sao để shoot được cái đội hình này. Ờ, phải đi sinh ra đi ngồi, phải đi nghiên ngồi đi ngâm cứu cái đội hình để mình làm sao để mình ngồi mình quýnh cái đội hình này. Mày bữa vậy cứt kê khó chịu vậy. Ấy bây giờ đi ngồi nghiên cứu làm sao để mà ngồi đi công cái map đấu trường 3 mọi người đó, bây giờ đó thấy không đấy. Rồi đứng im, con đam này chặn đường bị lỗi không chạy được đó, con Lena đứng im thấy chưa. Đây nè, tôi làm ra cho mọi người xem nha, mà rõ ràng cái đường này con Lena nó có thể chạy cái đường này chạy lên được. Mọi người hôm bữa kêu là ok cái chỗ này đi không đi vô được đi, không lỗi rõ ràng thấy không. Cho nên là cái map đấu trường 3 này ngày mai nó sẽ sửa lại, tôi không biết là sửa lại là cái người mà sửa lại á, fix cái map này á, có hiểu được cái map đấu trường 3 này đang lỗi ở đâu hay không. Thì cái người sửa á, là có biết cái map đấu trường 3 này đang lỗi ở đâu. Hôm bữa tôi nói là con Lena đứng ngay vách tường này nè, nó đam xuyên được cho nó vách tường luôn. Ừ đó mấy ông, con Lily May chặn cái đường, cái con Lily May bị chụp cái con Lena lại chạy được. Tôi nói hồi nó lỗi trăm bề luôn trên cái map này, và cái map này đúng là map, vì cái map dành cho, vì cái map này đúng dễ dành cho Lily May nó chơi luôn á, đúng kiểu là một mình con Lily May chơi map này á. Rồi con Lena bay nè, xuống trúng con Lily May là chết đây. Đây nè mọi người coi nè, nó ảo ma kada vãi đạn luôn, mà trong khi đó rõ ràng khi mà mình chơi trên cái map này á, là cái chỗ này nó có cái đường nha, chỗ này nó có cái đường đi nha. Không đi vẫn bị kẹt do slot con đam này nè. Con đam này nó tính là hai đơn vị, nó với lại cái xe nó là một cái đơn vị nữa. Ừ, nó là một cái đơn vị nữa, cho nên là khi mà tôi ngồi đây tôi tiếp đây clip cho mọi người xem luôn. Ừ, nhiều lắm, mày nói chung là ngồi để mà làm ra, ngồi mà để mà khai thác trên cái map này nhiều lắm mọi người. Đây nè, đây là khi mà thêm một cái clip nữa, đây là tôi đối đầu với lại một con Lily May nha, tôi đối đầu với lại một con Lily May 6 sao. À mọi người coi khi mà tôi đối đầu với lại một con Lily May 6 sao thì nó sẽ như thế nào nữa. Đây là con Lily May 6 sao nha. À mọi người coi nè. Trời má, nó biến số liên tục mọi người ơi, nó biến số liên tục khi mà đi BK luôn. Đây cũng là một cái map này luôn. Cho nên là bây giờ đi BK map đặc biệt hay là map thường tầm này tôi nói quýnh là 50-50. Ừ, quýnh là 50-50 hết, 50-50 là quan trọng là tướng nó có one hit được hay không thôi. Tầm này đi BK như là one bin man vậy. Thằng nào đơm nhau cái là chết thôi. Đó, nó né nè, mà cô né liên tục nè. Đó, né nè, né 3 phát liên tiếp luôn nè. Đó, né tiếp nè. Nên né tiếp, đấy. Rồi né lại, né tiếp phát nữa hả? Né liên tục luôn, né liên hồn né luôn đấy. Ôi mày, tôi nói đau đầu luôn mọi người đó. Mà con Lily May 6 sao đội hình này nhìn rất mạnh nha, nhưng mà tôi đơm bình thường. Gặp mấy bạn gặp đội hình này mấy bạn dám đơm không? Mấy bạn gặp đội hình này mấy bạn dám quýnh không? Tôi chỉ có một mình duy nhất con Lily May đó, các bạn dám quýnh không? Tôi dám quýnh á. Ừ, tôi quýnh luôn đó, một con Lily May 6 sao tôi đơm luôn. Lily May 6 sao đó tôi quýnh luôn đó mọi người nè. Đó mọi người coi nha, đội hình nha, đó một con Lily May 6 sao nha nè. Lily May 6 sao, có Hewin, có Eren, có đầy đủ luôn, có Adin luôn, là tôi quýnh tới nái luôn mọi người. Cùng bữa tôi đặt luôn đồ hình thần luôn, mà tôi quýnh cho đồ hình thần luôn. Hết lượt rồi, đồ tôi quýnh đồ hình thần nữa, là bây giờ là gặp đồ hình nào tôi cũng chơi đó. Để quan trọng là gì, mình cái này không phải là mình hơn thua hay thứ gì đó nha. Là mình coi thử, là mình quýnh, mình vận hành, mình quýnh, mình coi thử nó lỗi trong BK, con tướng nó chơi như thế nào. Và tôi nói nha, mấy ông nào mà bỏ con thu rình đi, tôi nói con thu rình nè, riêng con thu rình nha, mà mấy ông thử bỏ con thu rình đi, Simba nó cắt chết mấy ông luôn, thiệt.
cái này chưa lộ được. Mấy bạn chơi là lúc đầu tôi tính chơi người cây nè, là tôi thấy có vài bạn bỏ vô đồ hình chơi năm rừng rồi, mấy bạn chơi con này nè. Đây mấy bạn chơi Pacaso nha, mấy bạn chơi Pacaso, mấy bạn chơi người cây nè, tôi nói cho mấy bạn biết nha, bạn nào đang có ý định chơi con người cây này hoặc chơi con sói nha, nè tôi nói bạn chơi con sói nha, đừng có coi thường con Simbad nó cắt cho lũng đầu con sói này nha. Chơi đi, tôi nói mấy bạn chơi mà ẩu ẩu đi. Ở server mới bây giờ á, ở server mới người ta không có sự lựa chọn á, thì con Simbad này á người ta nâng lên thôi. Mấy ông coi đi, mấy ông không chơi con Thuron nha, hoặc là con Simbad này nó không target vô con Eren á, thì nó vô nó ngồi nó cắt lũng đầu mấy ông nha. Ba cắt là chết một con nha nha. Cho nên là mấy ông chuẩn bị đi, đừng có coi thường con này tôi quýnh trong đấu trường rồi. Nhiều ông mà chơi thần á, chơi Barretto rồi nè, chơi Barretto lại chơi người cây hoặc là chơi sói làm tăng á, bỏ con Thuron này ra gặp Simbad vô nó không target vô con này á, tôi nói thôi nó cắt cỡ lũng đầu nó luôn. Con này nha, nó bay theo Lily May luôn. Tôi nói cho mấy ông biết, mấy ông đi đấu trường á, con này nó bay theo Lily May luôn nha. Có nghĩa là lúc mà con này nó đánh dấu vô con Lily May đi, mà nó chém vô nó sẽ đánh dấu hai con nha, hoặc là con Lily May nó sẽ ăn hai cái debuff luôn. Thường là con Lily May nó sẽ ăn hai, thì sau khi thường á là con này nó sẽ đánh dấu hai debuff, một là đánh dấu vô con Eren là kỹ đánh đòn nha, đánh dấu con này là kỹ đánh đòn hoặc kỹ gây sát thương kỹ năng trong đầu game. Thì sau khi con này nó chết hoặc là nó chuyển target qua cho con Lily May nha, đi thì con này nha, con Simbad này nó sẽ bay theo con Lily May hết trận đấu luôn. Nó bay theo Lily May chừng nào con Lily May chết thì thôi nha. Có nghĩa là nó đánh hai cái debuff. Một cái debuff là cây cung hoặc là cuốn sách, hoặc là vừa cây cung vừa cuốn sách trên người con Lily May luôn. Thì con tăng nó cắt chết rồi nó làm gì? Thì khi mà con Lily May nó bay á, thì con này con Simbad nó sẽ nhảy lui về, nó đánh dấu lại từ đầu. Thì khi mà nó đánh dấu lại từ đầu, đánh dấu vô người con Lily May nè, thì con Lily May này bay trên sân, con Simbad bay bất tử nha, nó bất tử nó bay theo con Lily May này từ đầu đến cuối sân luôn, cho đến khi nào mà nó chạm đam được cho người con Lily May này thì thôi, thì nó mới ngừng lại. Còn mà lúc nó chạm đam được rồi á, thì con Lily May này hết bay được rồi, tại vì ăn hai debuff. Một vừa debuff sách nè, còn vừa debuff của sát thương luôn, là hai cái cùng một lúc luôn. Mấy ông đi BK đi rồi mấy ông thấy là không có con tướng nào yếu hết. Trải qua là nó chưa tới meta của nó mà mấy em chưa tới mặt vận hành thôi. Và con này cũng chuẩn bị là một con là siêu chích lỏ cho đam cho con sò sắp tới nha. Không ép nên cái này là tôi không roll, kêu mọi người roll này là thứ gì đó nha. Nó là tướng để chơi meta và tùy thuộc vào chế độ game nó sẽ ra con tướng nó để cho con tướng nó được chơi nha. Đó tôi chỉ nói vậy thôi, đây là clip phân tích đấu trường đó, để cho mấy em chơi. Cái này là tôi không lùa nha, mất công nói ra mấy ông rõ ràng nha, quan điểm quay là của mấy em chơi. Về so sánh là ở phía sau con Simbad này đối với mấy em nó không đáng quay. Tại vì sao? Tại vì meta sau nó sẽ còn hai con S nữa, là con Sonya với lại còn một con gì nữa và một con hỗ trợ nữa, thì đáng quay hay không đó là tùy mấy em. Tôi không lùa nha, cái này mất công nói ra. Mấy em kêu anh này anh làm cộng tác viên cho nhà phát hành, anh làm hỗ trợ nhà phát hành, rồi anh này anh làm tướng lùa gà, nhưng mà mấy em chơi đi rồi mấy em thấy. Và sẽ qua meta sau thì mấy em sẽ thấy đi một mỗi con tướng. Cho nên hôm bữa tôi nói mấy em á, tôi sợ là gì? Cái tôi sợ là gì? Bây giờ tôi phải tích cái vé thường đây nè. Lỡ trong trường hợp mà cái con SP sau á nó không ngon mà con Coco nha, cái này chỉ là nói cho vui thôi nha. Lỡ trong trường hợp cái con SP sau nó không ngon mà con Coco, hoặc là nó chỉ là một con tướng hỗ trợ cho cái team rừng hay là cho một cái team nào đó thôi, thì có xứng đáng để tôi chuyển con Simbad của tôi đang là Thăng Thiên nha, có chuyển qua để cho con SP đó hay không? Tại vì con Simbad này sẽ là vai trò chính ở một cái meta nào đó, thì cho nên là tôi không biết. Đó, tôi đang sợ cái đó thôi. Rồi còn lại nó tùy mấy anh em quyết định, tôi ở đây thôi. Và mấy anh em yên tâm đi, sắp tới nội dung của con AFK này sẽ cực kỳ hay. Những người làm nội dung sẽ làm về con Simbad này, hoặc là làm về meta sau của những con tướng meta sau sẽ rất hay, ngoài ra còn sự kiện nữa. Tôi là thiên về phân tích là chính, phân tích đấu trường thực tế rồi đánh như thế nào, tôi like cho mấy anh em, tôi đánh sao tôi chia sẻ mấy anh em vậy. Và đấu trường ok, mấy anh em muốn làm sao để con sói đối đầu với con này nè, đó tôi chia sẻ mấy anh em luôn. Là bây giờ con sói mấy anh em đánh chay, con sói đánh tay là đánh không lại nha, con Lai Na đánh tay không lại con sói nha, chỉ có đá bằng kỹ năng mà đá quanh hit thôi, crit mới chết được nha. Đá đánh tay là no đo nha, một hai con mà vô kiểu như khô máu muda là không đánh lại được con Lai Na, quýnh không lại con sói nha, kể cả cộng vũ khí cộng 25 luôn. Chỉ có đá bằng ultimate, đá quanh hit đột tử con sói thôi thì mới chết được. Và Lily May 6 sao hay là quần quỳ hết, bây giờ cứ chạm đam trúng một đam là chết, trúng một đam là chết nha. Ok. Rồi ok đó, phân tích chi tiết cho mọi người BK đó, tôi có sao thì tôi chia sẻ cho mọi người vậy.